Lâm ơi, bán nồi nó giờ mình kêu cửa quá trời. À đây rồi anh em ơi. Ủa chứ em có chuyện gì anh Hải? Trời là trời, nó giờ anh kêu cửa mày quá trời. Sao mà giờ này mới ra mày? Bây giờ chuẩn bị bắn rồi, chuẩn bị tới đâu rồi? Em đang tập cho mày nè. Á đù. Mà bữa nay tự tin em bắn bảy không luôn anh Hải. Gì gớm ghê ông nội. Đâu ra đây ơi. Đậu xanh nhiều bữa nay mày tự tin gì? Tính ra đây chính là lần đầu tiên mà mình thấy là bé Lâm nó tự tin như này luôn anh em ơi. Nhưng mà không quá giờ luyện tập nhiều lắm hả? Trời ơi, nhiều lắm luôn anh Hải. Trời bữa nay là nó bắn 40 cc đấy, vô là toàn ấy. Hiện tại mình thấy là nó bắn 40 cc thiệt anh em ơi. Nhưng mà mình coi tỷ lệ sọt rồi anh em à. Nói chung là nó cũng không có cao mấy anh em ơi. Tầm 60% anh em à. Đa phần mình thấy là những người bắn PC là toàn 80-90% không à anh em ơi. Bây giờ là anh kiếm được 3 người còn lại rồi. Nãy cố gắng trận đấu này thắng nha. Dạ. Ok anh em ơi, hiện tại là mình đã kiếm được 3 người còn lại rồi anh em à. Cũng như là cộng với Lâm nữa là 4 người anh em ơi. À quên đó, trận đấu này nếu như mà em cùng với lại là 3 người còn lại mà thắng ấy, anh tặng cho em 40.000 cương. Còn 3 người còn lại là mỗi người 10.000 cương. Thiệt anh Hải? Chủ là trời, đó giờ có bốc phép màu điêu đâu. À hồi nãy anh em mày tự tin nói là chốt 70. Nếu như mà trận đấu này chốt 70 anh tặng cho là 80.000 cương luôn, nhân đôi luôn. Ghê vậy? Mình phải cho kiểu như là đồng đội của mình có động lực anh em ơi. Nói chung là kim cương mình không thiếu anh em à. Đấy, thì nếu mà anh em muốn giúp mình trận đấu mà 6v6 á thì nhắn cho mình nha anh em ơi. Ok, đừng quên là gửi video kỹ năng của anh em nha. Thì bây giờ chuẩn bị chưa? Chuẩn bị, anh Hải sẵn sàng quá. Trời ơi, nghe mấy bữa nay mình thấy là bé Lâm nó cũng liên tập phết anh em ơi. Đấy, hiện tại là nó đang rất là tự tin luôn ấy. Rồi, bây giờ là anh em cho mình xin một like cũng như là một đăng kênh nếu mà anh em chưa ấn like nha. Đấy, còn bây giờ thì vô trận đấu thôi anh em ơi. Ok anh em ơi, hiện tại là tôi vừa xin được một cái hệ thống bên đài lộ danh vọng Ghana anh em à. Thì nếu mà trong trận đấu này ai mà bật get cũng như là data hoặc là sensibility lên á là sẽ bị văng game cũng như là khóa hạt trực tiếp luôn anh em ơi. Đấy thì mình hy vọng là bên kia nó bật anh em à. Đó, vừa bật cái là bị văng game luôn, là team tôi cực kỳ là có lợi thế luôn anh em à. Thông báo cho anh em là nếu mà trận đấu này team tôi thua anh em thì khả năng cao là tôi sẽ dừng làm YouTube cũng như là xóa kênh luôn anh em ơi, như kèo đã giao anh em à. Thì tôi hy vọng là team tôi giành chiến thắng anh em ơi. Nếu như mà tôi có xóa kênh cũng như nghỉ á thì mong là sau này anh em còn nhớ đến tôi nha. Đấy, mà nếu mà tôi có làm YouTube tiếp tục ấy thì mình mong là anh em còn ủng hộ tôi nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ là không làm vòng nữa anh em à, chắc có lẽ là tôi sẽ tao phòng cũng như là mời tụi nó vô luôn nha anh em ơi. Hiện tại là team tôi là sẵn sàng rồi anh em à. Mấy Lâm thì hôm nay nó khá là tự tin luôn anh em ơi. Đây chính là lần đầu tiên mà mình thấy mấy Lâm nó tự tin như thế luôn ấy. Mấy lần trước mình thấy nó cứ nói là nó gung thôi anh em à. Hello bà cô bác đã quay lại với Sima ảo Ma Canada. Ok anh em ơi, thì ở trong trận đấu này là team tôi là 4 mobile anh em à, và bên kia chính là 4 PC. Nói chung thì mobile với lại PC là trên lệnh cực kỳ luôn anh em ơi. Nhưng mà nó đã vô lực như thế thôi, chơi thôi anh em à. Nói chung tôi cũng không có ý kiến gì anh em ơi. Tại vì anh em biết là trong trận đấu này là bé Lâm nó có tâm rất là dễ lên đầu luôn. Nhưng mà mình chắc chắn 100% là trong trận đấu này nó cực kỳ là ít kill hết sọt, hoặc có thể là nó mid kill nó sọt anh em ơi. Tại vì PC anh em nó đạn kinh lắm. Nó lạng qua trái rồi nó lạng qua phải, sợ quá trưởng luôn anh em à. Tôi từng đối đầu với lại những người PC cho nên là tôi biết anh em ơi. Ok, một kill hết sọt đầu tiên này. Hy vọng là bé Lâm nó cứ hết sọt như này hoài anh em ơi. Rồi, 1-0 anh em ơi, đưa cô ló. Hiện tại là tôi đang rất là gung luôn anh em à. Nhưng mà tôi vẫn mong đó là trận đấu này team của tôi giành chiến thắng anh em ơi. Để cho cái trận đấu mà 6-6 nó nhẹ nhàng hơn anh em à. Thề luôn, trận đấu này thua là coi như mất tất cả luôn ấy. Ok, cố lên Lâm ơi. Tôi tin tưởng vào bé Lâm với lại là ba người còn lại anh em à. Thì trận đấu này nếu như mà giành chiến thắng anh em thì tôi tặng cho bé Lâm là 40.000 kim cương. Còn ba bạn kia là mấy bạn 10.000 kim cương anh em à. Úi ôi, thì Lâm ơi gì mãi. Ui, mình nghĩ là nó đang gung hay sao anh em ơi. Cố lên Lâm ơi. Nhưng mà PC di chuyển rất ảo luôn anh em à. Trong trận đấu này anh em biết lý do tại sao mà tôi không tham gia không? Tại vì tôi cảm thấy là căng thẳng anh em. Lúc trước có một lần đó là tôi bắn một trận đấu mà 4v4 quan trọng anh em, hình như là trận đấu solo quân đoàn anh em à. Thì tôi khá là gung luôn, thành ra trận đấu đó tôi bắn cũng không có gai gì anh em ơi. Cho nên là đến bây giờ là những trận đấu quan trọng mà tôi không bao giờ tôi tham gia luôn anh em à. Kiểu như là dữ lắm luôn tôi mới tham gia anh em ơi. Ok, ok, bây giờ là bên kia là còn đúng một người anh em à. Hiện tại là team của tôi là còn 4 người đầy đủ anh em ơi. Rồi, cuối cùng cũng win rồi anh em à. 2-0 rồi anh em ơi, được cô đó rồi. Không biết anh em có giống tôi không, nhưng mà từ ngày cập nhật OB tới giờ anh em là góc nhìn nó cực kỳ ảo Ma Canada luôn anh em ơi. Thì mạng tôi rất là mạnh luôn anh em à. Hai ngày trước tôi có bắn một trận đấu á, thì tôi bắn là như kiểu tôi nhìn là góc nhìn quan sát á, là bắn không khí anh em ơi. Bắn ở trước mà không có ai chứ, nhưng mà cái tâm tự nhiên là nó tự kéo ngược gì sao mà full máu vàng luôn anh em à. Nhưng mà trong khi đó là trận đấu đó là tôi bắn trực tiếp cái người ở sau luôn anh em ơi. Đấy, bắn là full máu vàng luôn, cây vái cái nồi luôn anh em à. Như kiểu là xài sensibility dùng hack này kia anh em.
kiểu này ghén quay ra trưởng luôn, ai mà quay lên được chắc là gửi anh em chắc là bay ạt luôn anh em ơi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc không bay đâu anh em à, tại vì nếu mà sử dụng hack thì quét ra anh em ơi, còn không sử dụng hack đó là vô máy quét là cũng như không à anh em à. Tôi đang biết là anh em đang có một suy nghĩ là Ghana sẽ khóa nạt trực tiếp, nhưng mà không phải đâu anh em à, hiếm khi lắm mà Ghana mới đứng ra cũng như là ba nạt trực tiếp anh em ơi. Nhiều lúc là bên những người bên Đại Lộ Danh Vọng anh em gửi ID game của những người hack về á thì Ghana mới trực tiếp cũng như là ba nạt anh em ơi. Còn riêng đó là nhiều quá anh em thì sử dụng máy quét anh em à. Đấy thì riêng trận đấu này tôi cũng dùng máy quét anh em ơi, xin một cái hệ thống bên Đại Lộ Danh Vọng anh em. Đấy, thanh niên nào mà liều mạng ở trận đấu này bật lên một cái là xác định trời gỡ là trời cây cú đỏ mặt luôn anh em ơi. Nhiều người mà ở trong trận đấu này nạp cái hàng đâu đó là 300-400 triệu mà bật lên cái là coi như là thôi nó xong luôn anh em ơi, bay ngạt luôn anh em à. Đó này đâu đó, thấy không, trời gỡ là trời ảo ma anh em à, tôi vừa nói dứt tiếng luôn anh em ơi, trời gỡ là trời bắn không khí lần trước quay lại phun máu vàng, ảo ma thật sự luôn ấy. Cái gã với Lâm nó cũng bị nè anh em ơi, anh em nào có bị nhớ là comment với nha. Trời gỡ là trời lại chứ, cái này mà kiểu đưa cho Ghana chắc là Ghana cũng thua anh em ơi, quay lại mà phun máu vàng cái này thôi chịu rồi. Phải cái nồi 4-0 rồi anh em ơi, ảo ma thật sự luôn ấy. À anh em thấy là từ nãy đến giờ là bé Lâm nó ít kêu hết sọt phải không, tại vì trận đấu này là bên kia 4PC cho nên là di chuyển rất là ảo luôn anh em ơi. Đấy thành ra là bé Lâm nó kiếm một kêu hết sọt là hơi khó anh em à, tại vì trận đấu này là mình có nói bé Lâm là không cần hết sọt đâu, cứ bắn là có kêu là ok rồi, và chủ yếu là mình giành chiến thắng mà. Đấy nhưng mà tôi thấy là hình như là hơi bị ảo anh em ơi, cũng nhìn hồi nãy giờ là hơi bị ảo ma anh em à. À đù à, đây anh em mày nhà này ơi giữa trời. Vãi cả nồi anh em ơi, nó quay ra sao nó quật ra trước anh em à. À đù căng đét luôn anh em ơi. Rồi xong rồi, Ghana làm ăn kiểu này thứ dữ nữa rồi. Làm nhiều anh em tưởng đâu là đối phương sử dụng hack là tố cáo nữa là hơi toan ấy. Nhưng mà anh em thấy là trời gỡ là trời quay qua quay lại cái phun máu vàng kiểu này thôi, thứ gì mà chịu nổi. Rồi ok, bây giờ là bé Lâm nó nóc rồi anh em ơi. Còn lại một người bên tem của tôi nè anh em à. À đây rồi, cổ là bạn ơi, màu biểu mưa với lại là cây màu 87 nhanh hả mày. Ui ui căng đét luôn, cố lên cố lên. À mày nhà này thứ gì mà chịu nổi. Ok bây giờ là 5-0 rồi anh em ơi, được con ló rồi. Tôi nghĩ đây chính là một cái lỗi góc nhìn ở bên Ghana anh em ơi. Ok thì chắc có lẽ là sau trận đấu này tôi sẽ liên hệ với lại bên Ghana khắc phục anh em à. Ok nha. À mày nhà này, ui ui thế nhưng Lâm không đủ đam anh em ơi. À, bây giờ là còn 2 ván nữa là team tôi win rồi anh em à. Mà công nhận là team tôi là bắn cháy phết luôn anh em ơi. Hồi nãy giờ là đang có ý định là chốt bên kia như là 7-0 sao anh em à. Giờ là 5-0 rồi. Như anh hả mày. Ok nó 2 rồi anh em ơi. Ê vậy. Ui vãi nội bắn cái gốc cây anh em có thể là tua lại đâu này này. Trời ơi là trời bắn gốc cây mà vẫn có đam luôn kìa anh em ơi. Nó ảo ma thật sự luôn ấy. Đây chính là lần đầu tiên mà tôi thấy là góc nhìn mà gọi là ảo như thế này luôn anh em ơi. Ok bây giờ là còn một người cuối cùng anh em à. Hay lắm, trời gỡ là trời sao mà đỡ được nữa. Hiện tại là tỷ số 6-0 rồi anh em ơi. Còn một ván cuối cùng này nữa là win rồi anh em à. Nhưng mà từ nãy đến giờ tôi chưa thấy là có một thanh niên nào mà gọi là liều mạng bật cái phần mềm thứ ba lên để cho máy quét còn làm ăn được anh em ơi. Trời gỡ là trời máy quét lần này thôi ế luôn chứ còn gì nữa. Ê kìa, ê mới nói luôn kìa, trời gỡ là trời mới nói cái đợp nó áp ca luôn anh em ơi. Vãi cả trưởng, thằng này đang định là kiểu như là bật hát lên để lật kẹo sao anh em ơi. À rồi xong rồi, ui ván rồi nó bắn cái mờ nữa kìa anh em ơi. À quên, trong trận đấu này thì mình có giao là bắn tự do anh em ơi, nói chung là súng gì cũng được chơi anh em à, để cho nó khỏi đổ thừa anh em ơi. Ok bây giờ là còn ba người bên tem tôi anh em à, tôi nghĩ là trận đấu này thắng rồi. Mày bắn mấy lầm hả mày, đó anh em thấy không, bạn này cũng bị nữa này. Ui dồi quay qua trái cái là lạng qua phải bắn anh em à, ảo ma thật sự luôn ấy. Ok nói chung là góc nhìn bị ảo cho nên là tôi sẽ liên hệ với lại bên Ghana và sửa nó nha anh em ơi. Rồi ok thì hiện tại là mấy Lâm được 9 kill trong trận đấu này này, 12 kill cho bạn 888 này nè anh em ơi. Ok nói chung trận đấu này là tất cả nỗ lực rồi, thì bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ ra cũng như là rút kim cương mà cho ba bạn này nha, và cả bé Lâm nữa anh em à. Đấy thì anh em nào muốn giúp mình trận đấu mà 6-6 thì nhớ là liên hệ cho Facebook mình nha anh em ơi. Ok anh em ơi, hiện tại là tôi vừa liên hệ với lại là bên Ghana cũng như là báo với họ là góc nhìn bị lỗi anh em ơi. Đấy và họ nói là cũng đang bị lỗi và đang khắc phục và sửa anh em à. Đấy tôi chưa kịp báo nữa là họ nói là bị lỗi rồi anh em ơi, ảo ma thật sự luôn ấy. Không thôi là sau này các bạn thấy là có một số người bắn y chang gì á anh em. Đấy rồi tố cáo kiểu là toan anh em à. Đấy nhưng mà nói chung thì gặp mấy thanh niên mà y chang gì mà ly tâm tùm lum mà bắn full đỏ anh em, tố cáo luôn đi chứ còn gì nữa, còn full vàng thôi bị lỗi anh em à. Ok nha, thì mình đã rút kim cương vô trong ạc của ba bạn kia rồi anh em ơi, cũng như là bé Lâm rồi. Hãy nói chung là trận đấu này mình khá là vui luôn anh em à. Thì bây giờ là tới phần câu hỏi với mọi người nha. Anh em trả lời đúng này cũng như là mình tặng kim cương cho tất cả anh em luôn nha anh em ơi.
trong map đảo Thiên Đường có bao nhiêu cái nhà gỗ. Đó là em như là trả lời đúng này cũng như là kèm theo đi game của anh em luôn nha. Đừng quên là lên shop Sima quý chúng mình cũng như là mở hộp quà và quay kim cương nha. Để biết là anh em may mắn ở nhà quay nào nha anh em ơi. Đừng lên tới để phần comment cũng như là phần mô tả nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.